Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, chắc chắn tất cả chúng ta đều muốn sống một cuộc sống giàu có, sung túc. Nhưng hầu hết, nhiều người đều không biết định nghĩa chính xác của sự giàu có là gì. Và điều đó sẽ khác biệt tùy góc nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, Bí Quyết Thành Công sẽ giúp các bạn cùng đưa ra một định nghĩa khái quát nhất, đơn giản nhất để cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và đầy màu sắc. Không thể phủ nhận có rất nhiều quan điểm về sự giàu có và cũng chính bởi có nhiều góc nhìn khác nhau dẫn đến con đường và phương pháp thực hiện cũng khác nhau. Người chọn đúng sẽ thành công, người đi sai hướng thì mãi chẳng thấy đích đến của mình. Thật ra, tự chung lại, giàu có là có nhiều tài sản và 7 loại tài sản giá trị thực sự mà mọi người cần tích lũy. Tìm hiểu về nó sẽ thổi bay quan điểm của nhiều người về khái niệm giàu có đấy. Vậy bạn đã biết đó là những loại tài sản quý báu nào hay chưa? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay. Đừng bỏ lỡ các bạn nhé! Tài sản đầu tiên, tài chính. Tất cả mọi người đều hiểu rằng thứ đầu tiên mà chúng ta cần để sống trên thế giới này là tiền. Dù không thể biết sống hết một đời người sẽ cần tối đa bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta có thể xác định được con số trung bình hoặc tối thiểu để có cho mình một cuộc sống bền vững và khỏe mạnh. Đồ ăn, quần áo, nhà ở là những thứ vô cùng cơ bản, là nền tảng của cuộc sống. Cùng với đó, giáo dục và sức khỏe là cặp yếu tố bổ sung giúp cuộc sống trở nên bền vững và hạnh phúc hơn. Không phải ai trong chúng ta cũng đủ khả năng để sống một cuộc sống xa hoa, nhưng chắc chắn việc sở hữu một cuộc sống bền vững không thể làm khó bạn. Bước đầu tiên để đạt được sức mạnh tài chính, nơi chúng ta có thể sống mà không cần lương trong 6 tháng, là kiếm tiền, sắm những thứ cần thiết và có đủ sức mạnh để đối mặt với những khủng hoảng tài chính khẩn cấp trong ít nhất 6 tháng. Bước tiếp theo là quản lý chúng bằng các chiến lược đầu tư, tài sản, khoản vay, cổ phiếu, trái phiếu, vàng, v.v. Như vậy chúng ta có thể tự tin rằng mình là người giàu có về tài chính. Tài sản quý giá để trở nên giàu có thứ hai, sức khỏe. Sức khỏe là thứ rất kỳ diệu, bạn không thể mua cũng như đo lường được nó. Bạn có thể thấy, trên thế giới, rất nhiều người giàu đang phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe và ngược lại. Nhiều người dù không khá giả nhưng họ đang có những cuộc sống lành mạnh. Đằng sau một sức khỏe tốt là những câu chuyện về giữ gìn cơ thể, quy luật về thực phẩm. Việc chúng ta ăn gì, ăn bao nhiêu và cách bảo vệ cơ thể có tác động rất lớn đến sức khỏe. Chúng ta cần ngủ đủ và hoạt động hàng ngày. Thức ăn, giấc ngủ và hoạt động là 3 yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Để cơ thể mạnh khỏe hơn thì bạn phải thực hiện các bài tập thể dục hàng ngày. Còn nếu bạn muốn có một tâm trí mạnh mẽ thì phải tuân theo các kỹ thuật thư giãn đơn giản như tập yoga. Hãy nhớ sức khỏe là một trong những tài sản tạo nên sự giàu có. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình để cuộc sống giàu và đẹp hơn. Kho báu thứ ba mà càng có lại càng giàu chính là kiến thức. Dù vô tình hay cố ý thì việc đọc một cái gì đó cũng giúp bạn thu nạp được không ít kiến thức. Ngoài đọc còn có nhiều phương pháp cung cấp kiến thức khác. Nếu chúng ta cởi mở và sẵn sàng học hỏi thì mọi thứ trong vũ trụ này đều có thể dạy ta nhiều bài học. Và bây giờ một câu hỏi quan trọng đặt ra, loại kiến thức chúng ta muốn đạt được là gì? Chúng ta nên biết hai loại kiến thức. Kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành. Kiến thức chung là có kiến thức cơ bản về các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Không có cách cụ thể để biết hết loại kiến thức này. Nhưng việc thường xuyên đọc báo, xem tin tức với tư duy cởi mở, sẵn sàng học hỏi sẽ giúp bạn ngày càng hiểu biết nhiều hơn về chúng. Kiến thức chuyên ngành thường liên quan đến công việc, nghề nghiệp của mỗi chúng ta. Bạn nên liên tục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công việc của mình sau khi được đào tạo chuyên môn. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy góp phần giúp bạn đạt được nhiều thành công trong nghề nghiệp của mình. Trong thời đại hiện nay, có rất nhiều nền tảng học tập trực tuyến, thuận lợi để học hỏi, thu nạp những kiến thức tuyệt vời về công việc, kỹ năng. Niềm đam mê là điều then chốt để bạn đạt được loại kiến thức này. Sự học chưa bao giờ là đủ các bạn ạ. Bác học, tỷ phú họ còn học, thì tại sao chúng ta lại có thể ngừng trau dồi kiến thức đúng không nào? Và để hành trình học tập những điều mới của các bạn trở nên dễ dàng hơn, hãy thử sắm ngay cho bản thân một chiếc USB sách nói nhé. Trong chiếc USB này có chứa tận hơn 80 cuốn sách hay nhất do New York Times bình chọn về kinh doanh, làm giàu và các bài học cuộc sống.
bạn sẽ không phải tiếc nuối khi sở hữu người bạn đặc biệt này đâu, bởi trong đó là một kho tàng kiến thức đấy. Hãy click vào link ở phần mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết và để có thêm một người đồng hành cùng bạn trên hành trình làm giàu nhé. Tài sản cần tích lũy thứ tư, đó là tinh thần. Nếu chúng ta ngồi và tưởng tượng tất cả những vẻ đẹp tuyệt vời của vũ trụ, chúng ta có thể cảm nhận được tinh thần của mình. Nói chung, nó là cảm giác kết nối với một cái gì đó to lớn. Nó thường liên quan đến việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Chắc chắn, có rất nhiều điều đẹp đẽ xung quanh chúng ta. Vì vậy, hãy cố gắng hiểu được sức mạnh kỳ diệu của tự nhiên đó, rồi cố gắng quay trở lại giúp nhân loại. Đó là tinh thần. Và đây là một trong những của cải trong cuộc sống giàu có. Khía cạnh giàu có thứ 5, đó chính là các mối quan hệ. Con người sống trong các mối quan hệ xung quanh. Chúng ta đang kết nối với nhau bằng rất nhiều quan hệ. Tất cả đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp trong kết nối toàn cầu. Cách chúng ta cân bằng, giúp đỡ và tác động đến các mối quan hệ tạo ra một loại tài sản. Loại tài sản này không thể đo lường được vì kết quả của nó là sự hạnh phúc. Khi những người thân của chúng ta vui vẻ, chắc chắn ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Điều này khiến chúng ta trở thành người giàu có. Tương tự như vậy, khi những người thân yêu của chúng ta gặp vấn đề, điều đó khiến chúng ta buồn và đồng thời ảnh hưởng xấu cuộc sống cá nhân và công việc. Do đó, sự cân bằng của các mối quan hệ là chìa khóa để có được loại tài sản này. Hãy cố gắng hết sức vì nếu chúng ta lơ là các mối quan hệ xung quanh, rất có thể ta phải tiếc nuối cả đời. Vì vậy, hãy nhớ rằng cân bằng là chìa khóa, chúng ta cũng không thể chắc chắn về những vấn đề xảy ra khi tạo quan hệ. Đôi khi nó sẽ tốt đẹp để tiếp tục và đôi khi tốt nhất là nên dừng lại. Ý chí là tài sản thứ 6 cần được bồi đắp. Loại tài sản này tồn tại trong chính chúng ta. Tất cả mọi người đều được sinh ra với tư duy đẹp đẽ, trong sáng. Nhưng trong hành trình sống, tâm trí ấy bị xáo trộn, bị phân tâm bởi một số điều tồi tệ. Tất cả những gì chúng ta cần là sức mạnh ý chí. Nó sẽ giúp ta trở lại trạng thái tươi đẹp ban đầu. Chúng ta nên nhận ra giá trị cuộc sống của mình và nên biết rằng chúng ta may mắn như thế nào khi ngoài kia rất nhiều người đang đối mặt với vô vàn khó khăn. Hàng ngày, hãy dành một khoảng thời gian để trò chuyện với bản thân và tạo động lực cho mình. Nếu bạn đang gặp căng thẳng hoặc mất tự tin, thì có tin vui dành cho bạn. Đó là các nhà tâm lý học cho biết có một số mẹo quan trọng có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Một trong những mẹo như vậy là viết 21 lần một câu khẳng định nào đó mỗi ngày. Như vậy, tâm trí của bạn sẽ được điều chỉnh và rèn luyện một cách tích cực. Dần dần, hình thành động lực vô cùng mạnh mẽ. Thời gian của mỗi người là hữu hạn, do đó đây là kho cuối cùng chúng ta cần trân quý. Trong cuộc sống bận rộn như hiện nay, hầu như ai cũng đang vật lộn với việc quản lý thời gian. Một điều thú vị là mọi thứ trên thế giới đều được đo bằng thời gian, kể cả tiền bạc. Giá trị của tiền bị giảm khi thời gian trôi qua. Chúng ta đã biết nó rõ hơn với cái tên lạm phát. Và một ngày nào đó, cho dù cuộc sống của chúng ta phải kết thúc thì thời gian cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Vì vậy, trong cuộc sống hữu hạn của mình, ai sử dụng thời gian tốt nhất sẽ có được cuộc sống giàu có. Thời gian là thứ quan trọng. Có nó ta có thể kiếm được tất cả những loại của cải khác. Cách quản lý thời gian phổ biến nhất là sắp xếp công việc của chúng ta thành 4 loại. Nhiệm vụ khẩn cấp quan trọng, nhiệm vụ khẩn cấp không quan trọng, các nhiệm vụ không khẩn cấp quan trọng, các nhiệm vụ không khẩn cấp không quan trọng. Điều khó khăn nhất không phải là thực hiện các nhiệm vụ này, mà thách thức chính là xác định và phân loại các nhiệm vụ. Hầu hết mọi người gặp khó khăn trong việc xác định những việc cần làm và khi nào nên làm. Và một thách thức khác là theo dõi chính xác những gì chúng ta đang làm, thời gian làm chúng. Giải pháp được đề xuất là bạn hãy đặt tất cả các công việc mà bạn đang làm hàng ngày trên một tờ giấy hoặc trong một bảng Excel, ghi chú hàng ngày và theo dõi nó. Dần dần, bạn sẽ hiểu những việc bạn đang làm và sau đó bạn có thể lập kế hoạch để tối ưu hóa thời gian của mình. Tất cả 7 loại tài sản này giúp chúng ta có một cuộc sống giàu có. Một số người không có đầy đủ các loại tài sản này. Không sao cả, chúng ta không cần phải có tất cả vì có thể với một số người có được một vài thứ thôi là đủ để có một cuộc sống giàu có rồi. Tuy nhiên, hầu hết những người thành công bậc nhất trên thế giới đều có đầy đủ tất cả những điều trên.
Họ rèn luyện và tích lũy không ngừng nghỉ để có một cuộc sống như ý. Do đó, nếu bạn khao khát sự dư giả về vật chất, giàu có về tinh thần thì hãy nỗ lực thật nhiều và tích góp nhiều tài sản càng tốt nhé. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh trong đại dịch lần này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí quyết Thành công.